Ganh luôn rồi. Cũng banh ganh luôn rồi. Cái cá này. Dính cá đây. Đó, dính cá. Dính cá này cá gầm. Mình xin chào tất cả các bạn và mọi người. Thì hôm nay thì mình có mặt ở đây thì mình sẽ định làm một cái clip, đó là mình sẽ đi giăng lưới nha mọi người. Đây, đây là lưới của mình đây. Đây là lưới của mình. Thì mình giăng lưới rồi mà sáng mai thì nếu có dính cá thì mình sẽ đi thăm cá rồi mình làm ẩm thực luôn. Đây lưới của mình thì mình sẽ đi giăng. Mà trời thì lúc này nó cũng vừa tạnh mưa nha mọi người. Nó cũng vừa tạnh mưa, nãy giờ thì mưa quá mưa. Rồi hiện tại giờ thì nó đang 4 giờ 40 mấy rồi mọi người. Thì mình đi giăng, tranh thủ mình đi giăng. Để em thôi mưa nữa thì mình sẽ giăng khó giăng được. Thì mình đang ở trần, mình không có bản áo. Thì chung là mưa ướt nhẹp mà mình không có bản áo, mình ở trần luôn, khỏi bản áo. Mình đi giăng lưới mình lội với mưa, mình bản áo thì nó lạnh quá thì mình khỏi bản áo, mình đi luôn. Đây mình tìm được một cái chỗ khá là trống trải. Mình sẽ quyết định mình giăng lưới giăng ở chỗ này. Đây, mời mọi người xem giăng lưới giăng ở chỗ này. Từ đây mình sẽ giăng dài chồng lưới mình, nó cũng khá là dài mọi người. Cái lưới mình nó cũng khá là dài, khoảng cỡ 50 thước hay gì mọi người. Hồi sáng mình có gỡ ba cái cỏ hỏi mình giăng á, mình giăng cái mình quên gỡ cỏ, cái mình máng trên cái nhà mình nó không á, mình gỡ thấy nó dài lắm, dài rồi. Rồi mọi người theo chân mình nha. Mình không có đem cây theo, mình lấy phao mình nhấc xịn mọi người.
nó trình vô phao luôn, nó trình cái phao vô trình chứ. Vậy mình không có đem cây theo, mình nhét phao vô sình luôn nha mọi người, nhét phao vô sình luôn. Khúc đoạn còn khá là trống, cũng còn khá là lớn. Thì nói chung đây là công việc hàng ngày của mình đó mọi người, thì cái này nó cũng như nó rất là quen thuộc với mình rồi, rất là quen thuộc với mình rồi. Ra như ngày nào mình cũng đi giăng hết á, mình giăng lưới rồi mình đi đặt lương rồi mình đặt tép, làm đủ thứ hết đó mọi người. Thì YouTube thì mình mới chơi gần đây thôi, có gì mọi người xem, mọi người thấy mình chưa có biết gì nhiều, mọi người thông cảm, mọi người bỏ qua cho mình. Thì mình mới vừa tập chơi, mình cũng chưa là... Còn một khúc lưới này nó ngắn nữa thì mình sẽ xong thôi mọi người. Chỗ này nó gói nữa rồi, mình gói hoài vậy. Hy vọng là ngày mai nó sẽ dính cá cái mình có mình làm ẩm thực luôn. Chỗ này nó gói nữa. Lưới này là lưới miễn nha mọi người. Lưới miệng chứ không phải lưới ba màng. Lưới miệng ba màng thì nó dính cá to cá bé gì nó cứ dính hết, còn lưới miệng này á thì nhầm cá dính nhầm cá không, đa số dính cá nhỏ.
cá bự thì nó không biết đâu. Cá bự nó dính vô là nó dội ra chơi mọi người. Cá bự là vô là gặp gặp lưới này là nó dội ra chơi. Tại vì lưới này lỗ nó nhỏ xíu à. Lưới này lỗ nó có chút xíu à. Như 4 phân hay là 3 phân rưỡi. Còn đoạn nữa rồi xong rồi. Khói văn cái này rối quá rồi. Gói quá gói rồi mọi người ơi. Này nó gói quá gói rồi. Mình phải gỡ gói nó ra mới được. Gần cuối lưới rồi đó. Cuối lưới rồi mà nó gói gì nè mọi người. Phá gói rồi. Đen luôn. Trời ơi, trời. Canh luôn rồi. Có canh canh luôn rồi. Tưởng đâu gỡ rồi. Tưởng đâu gỡ rồi mọi người. Thế phút này nó gói nữa rồi nè. Này chị. Này mấy cha. Mặt nó rồi. Măng hết gói dùm con cái nó hoài. Chính giác nữa rồi. Chào mọi người. Thì nói chung thì mình giăng lưới cũng rồi rồi đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi về. Nói chung là mình mới giăng thì nó không dính cá đâu mọi người. Không có dính cá đâu. Thấy nó cũng ụt lắm rồi. Mình vô mình văng lại gì nè. Nó cũng không có dính cá đâu. Mơi thì mình sẽ ra mình thả.
thâm, mình sẽ cuốn lưới luôn. Rồi hiện tại bây giờ thì mình giăng rồi thì mình đi về để hồi mưa. Lại đang lâm gâm nè mọi người. Như mà thấy cái nò ai đặt ở đây, có cái nò ai đặt cái nò này chắc có người ta thăm rồi. Cái nò này có cá không, chắc người ta thăm rồi mọi người. Thôi thì mình xin tạm kết thúc clip tại đây, thì hẹn gặp mọi người vào sáng ngày mai. Mình xin chào buổi sáng tất cả các bạn và mọi người. Thì hôm qua mình có đi giăng cái tay lứ, mình sáng mình định sáng là mình sẽ đi cuốn, thì mình thăm thì mình cuốn lưới luôn. Hôm qua thì mình giăng thì nó mới giăng nó mới cá, nhưng nên là tối quá thôi mình về. Thì sáng mình đi ra đây thì mình chẳng mình cuốn lưới rồi có cá thì mình làm ẩm thực, mình nấu ăn cho mọi người xem luôn. Rồi giờ hiện tại giờ thì mình đi ra tới cái chỗ mình cuốn lưới rồi. Chỗ mình cuốn lưới ở đằng đó đó. Bây giờ sẽ là đặng mình coi lưới mình có dính cá hay không. Rồi mình sẽ cuốn nó lên luôn ha mọi người. Nên nè mọi người, mình đã đến được cái chỗ mình giăng lưới hôm qua nè mọi người. Đây. Mà không biết có cá không cũng biết nữa. Đây. Kế bên mình giăng lưới là có cái nò nè. Nò nó dính rất là nhiều cua luôn, mình thấy nó dính rất là nhiều cua luôn. Nhưng mà không biết, không thấy ai ra thăm bây giờ nữa. Rồi mình sẽ thăm lưới cho mọi người xem. Thì mình sẽ lột cáo này ra, mình để ở đây. Để rồi một hồi mình sẽ lội dưới, mình thăm mình cuốn lưới lên. Rồi mình sẽ bặn cáo vô lại. Tại vì nếu như mà mình lội dưới luôn á, thì mình hồi mình áo quần ướt, áo nó ướt luôn á, thì mình sẽ rất là lạnh. Mình ra mình lột cáo mình ở đây, để ở đây. Mình sẽ ở chằng lội dưới thì mình cuốn lưới lên luôn. Lạnh quá mọi người ơi, lạnh quá, lạnh rồi, chắc không còn gì luôn. Trời ơi, không có gì luôn. Cỏ không? Trời ơi, trời. Trọng mạnh kính chừng vài ký cá, vài ký cá để mình làm ẩm thực chơi với mọi người, chứ một vài con thôi cũng được, không cần nhiều đâu. Rồi quan trọng là có cá hay không thôi. Không có cá là coi như là top cấp luôn. Thân em bây giờ người hình cho ai, người chờ mai dừng thôi, người đời ai. Ôi, cũng cua luôn rồi mọi người ơi, cua luôn rồi nè, cua này làm bánh nướng luôn rồi, cua này cũng làm hư lưới hết trơn. Cái này hồi mình bắt lên thì sẽ làm cua rán KFC nha mọi người, cua rán. Người đại đi, hồi về gỡ. Giờ gỡ lạnh quá rồi, gỡ nổi quá lạnh rồi, quá lạnh rồi, không có cá gì trên trời. Cua không vậy? Cua không à, cái mắm gì? Ô quá, dựng từ cá kìa mọi người, dựng cá rồi. Cá mà chết gì rồi kìa mọi người, thấy không?
cá chê nha mọi người. Đây cá chê. Cá chê nè. Cá chê không? Đó, cá chê này nhỏ. Nó chết queo rồi. Queo rồi. Đó cua nè, ngồi luôn bắt cua, quất cua luôn. Dính cua hoài luôn mấy cha. Dính cua hoài luôn á mấy cha ơi. Sống mà. Hy vọng là nó sẽ dính con cá nào mà nó kiểu nó to xíu rồi, nó sống sống làm cho nó ngon chứ. Còn dính cua. Cá được con queo rồi. Tội luôn rồi mọi người ơi, không có con gì luôn rồi. Trời ơi, dính gì dữ vậy. Không có con gì luôn rồi mọi người ơi. Không có con gì rồi. Bị dính mấy cha. Chỗ này văng cát bị dính mấy cha. Nếu hôm qua thấy nó ụt lắm mà tắt tiền vậy đó. Bữa nay được, bữa nay lỏ luôn rồi, tiêu luôn rồi. Bữa nay trắng tay luôn rồi mọi người ơi. Cây nó trời. Bữa nay không có mồi rồi. Không có mồi gì hết rồi. Không có con gì luôn rồi, gác không mọi người ơi, gác luôn rồi. Chết luôn rồi mọi người ơi, trời ơi. Lá trái đường mè, từng cánh lá hoa thu rơi, rơi vào lòng bến thâu. Nó cuộc tình nào đâu. Ngày hôm qua ai như đời đi cô. Lụm rồi mọi người ơi. Dính cá rồi, lụm cá rồi. Dính cá rồi nè mọi người. Dính cá rồi. Dính cá đây. Đó, dính cá. Dính cá này cá gầm. Ủa cái gì dính gì ta, quên mẹ tên rồi. Cá quấn còn con muốn luôn. Để đây đi. Để gỡ sao. Giờ cuốn tội luôn hết túi. Đây, vậy đây. Đây là nãy giờ mình văng được nhiêu cá đây. Đây nó cũng dính cá gì trơn mọi người. Cua không à. Cua với con cá chê, cái chê này nó nhỏ chết rồi. Với con cái này cái gì ta?
cái gầm hết á, gầm hết thì Vinh quên rồi đó. Thì cua này thì mình sẽ bắt thêm nữa, mình sẽ tính làm cái món mà cua rán KFC, thử làm cái món đó thử xem sao. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Thì nếu như mà thấy hay, thấy thích mình thì nhớ đăng ký kênh và like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ cho mình để mình có động lực làm video tiếp theo. Và bây giờ thì mình xin chào tất cả các bạn và mọi người, hẹn gặp tất cả các bạn và mọi người ở video kế tiếp. Bye bye nghe mọi người.